Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Và hôm nay mình sẽ quay lại tiếp tục với tựa game mô phỏng là ăn trộm Thief Simulator này. Ở tập trước thì mình đã cùng với các bạn đột nhập một số ngôi nhà, và trong đó có một vài ngôi nhà có chó các bạn. Tuy là nó hơi phiền phức một xíu nhưng mà mình vẫn qua được. Và hôm nay thì mình sẽ cùng với các bạn đột nhập vào trong đồn cảnh sát thử ha. Theo nhu cầu của thằng đồng nghiệp của mình thì nó nhờ mình á là vào trong đồn cảnh sát để mình giải cứu một người nào đó. Và trước tiên thì các bạn cần phải mua toàn bộ thông tin trong cái đồn cảnh sát này. Đó, thì mình mới vừa đi cày, mình kiếm tiền được 2.000 mấy, mình đi bán mấy cái đồ linh tinh các bạn. Đầu tiên là mình sẽ mua thông tin về trong cái đồn cảnh sát thì có 3 camera. Tiếp theo là có một cái camera, một cái bảng quản lý camera trong cái phòng họp các bạn. Hai cảnh sát, hai bảo vệ và tất cả đều được vũ trang. Nghe căng vậy. Cái chìa khóa thoát thì nằm ở trong cái phòng họp luôn. Và có 3 cửa thoát hiểm luôn các bạn. Yêu cầu chìa khóa thôi mà mình đi cửa nào cũng được. Rồi, nè thông tin của mấy người cảnh sát. Và cuối cùng là mình có thêm thông tin để mình đi trộm đồ. Vô trong đồn mà còn trộm đồ. Có một cái SSD trong cái phòng phòng boss. Và có một cái iMac ở trong văn phòng ở tầng 2. Tính ra mua cái đống đó mình hết 600 đô luôn đó ta. Không biết không là nhiều nữa. Đồng nghiệp của thằng bạn mình cũng là một tên trộm thì bị bắt rồi và đang bị kẹt trong tù. Bây giờ mình vô đó rồi mình thoát ra mình giải cứu. Ok, nó hứa là nếu mà mình giúp được nó cái việc này thì nó sẽ giúp cho mình bất cứ việc gì cũng được. Và lúc nãy nó còn kêu cái ngôi sưng là hơ các bạn. Có vẻ như là một cô gái. Ok, lên đường đi cứu gái thôi. Tôi vì đồng nghiệp, bạn bè, vì gái mà tôi vô đồn. À, và có một cái nữa các bạn, là để mà các bạn vào trong đồn thì các bạn cần phải bị bắt ha, chứ không phải là các bạn vô đồn. Tại vì trong cái khu nhà này là không có đồn cảnh sát ở đây. Đồn cảnh sát nó nằm ở một cái nơi khác. Vô đồn, bây giờ mình làm gì để mình bị bắt ta? Mình bẻ thôi mấy ngôi nhà này, mấy ngôi nhà này nó xịn quá. Bẻ lên, bẻ cho vui. Ừ, xịn lắm luôn á. Lóc level 3 lần em ơi, bỏ rồi. Ê, mình rung chuông được, rung chuông được. Có ai nhà không? Rung chuông. Nhà có chó không hả? Chuông nhìn như cái công tắc vậy. Nó đang ra rồi anh. Rồi, chào cô. Tụi tôi ở bên đội chuyên trộm cắp hôm nay. Nhà cô có giá trị không? Để tôi vô tôi kiểm tra thử cái. Anh phải kêu là chúng tôi bên đội chuyên mở khóa cho những người bị mất khóa. Hợp lý ha. Cho hỏi nhà mình. Nói cho nó kìa, các bạn, nó chưa kịp bắt mình nữa mà nó bắt xe mình trước luôn rồi. Bà đội cha nó chứ thiệt, báo không à. Ra mở cửa giùm cái. Ở kìa. Ủa tôi rung chuông mà cũng bắt tôi nữa. Lẹ chị, gọi cảm ơn chị nhiều nha. Đây là dịch vụ mở khóa. Mà nghe nói là nhà chị bị hư ổ khóa, để tôi tới tôi mở khóa giùm cho, cảm ơn chị nhiều. Alo, đúng rồi. Này là phòng ngủ không? Không. Mình kiếm cái phòng ngủ cơ. Phòng ngủ. Mình thử trốn cái giường, mình thử, mình trốn. Trốn được. Ây da. Ui da. Anh lẹ quá. Ok, em nghe thử ý anh. Bây giờ em vô tù này được chưa? Em vô tù đó. Rồi. Ok, trên đầu mình có một thằng khứa. Có gì? Ở đây thằng khứa nữa, ở đây thằng khứa nữa. Mình đang ở trong phòng giam và quách tờ heo ấy. Mình có đèn pin luôn nè các bạn. Và nó để cho mình một cái cây crowbar ở đây luôn. Ok. Vậy là đủ dụng cụ hết rồi. Mình có kính Night Vision. Có luôn. Mình có tờ giấy nữa nè. Ê, hello, tao đã từng ở đây. Tao để lại cho mày một cây crowbar để cho cuộc sống mình nó đơn giản hơn. Đồng nghiệp ăn trộm. Tụi này nó kêu là khi mà mình ra thì mình có thể lấy cái hàng của nó ở đường Madison hả, 42318. Rồi, nó không có sử dụng nữa cho nên là nó để cho mình một cái người lạ ẩn danh. Ok, cảm ơn nha. Vậy là nó từng bị bắt ở đây xong nó để lại cây đây mà mấy anh công an nó không đi dẹp luôn các bạn. Ok, giỏi. Thêm quả tờ giấy bốc mùi. Rồi bây giờ mình sẽ có dụng cụ để mở luôn các bạn. Ông này ổng không có chịu thu đồ vậy chứ. Làm ăn chán thiệt chứ. Rồi mở cửa ra nhẹ nhàng thôi.
Nên mình đừng cứu nhỏ này hả? Hello. Ờ đúng rồi đó. Để nó xíu đi, mình đi cứu sao? Ai rảnh nè. Ừ ai rảnh đâu. Ê tính ra là mình vô mình ra dễ lắm luôn mà sao nó vô nó ra cực quá ha. Mình chỉ không có bay drone được ở đây thôi. Cơ tủ này chốt được hay là lấy đổi? Không, lấy tiền. Không lấy tiền thôi. Này gì đây? XTX. Bây giờ mình đứng ở đây thì camera nó có qua được. Rồi. em vô liền. Bởi vậy thằng nào anh? Thằng nào á, anh thấy không? Anh thấy không? Nó lợi camera rồi mấy anh. Ờ đùa, tính ra mình dụ mấy thằng đó xuống đó thì mình đi lên trên mình tung hoành ở trên được luôn á mấy đứa. Đúng không? Nè, nó đâu có biết ai với ai đâu. Ê, quản lý không hề chặt chẽ tí nào. Ờ, quản lý lỏng lẻo thiệt chứ. Mày nổ. Nó còn không kiểm tra, nó còn không cái gì luôn các bạn. Ê, nó còn có cái relock đo đó kìa. Nói chung là khi khóa lại luôn các bạn. Khóa lại luôn. Tức là khi mình vô trong này mình tưởng nó sẽ khó khăn, mình tưởng mình sẽ đột nhập vô này kia ghê lắm nhưng mà không. Ghê. Có cái quạt lấy làm chi? Ê, có màn hình nè. Nữa rồi. Nữa. Đóng cửa lên, đóng cửa lên. Ê, anh. Không hay. Quá cửa lên. Camera nó bị gì anh? Camera anh thấy mà nó, camera nó bị gì anh? Thì không phải em. À, đợt này có thằng nó đi hướng khác. Ờ, vậy là ở trên này là mình có 3-4 hướng luôn các bạn. Ê! Không. Ủa? Hả? Chung là trong này giống như nhà mình vậy các bạn, nói thiệt với các bạn. Như nhà mình vậy, mình có cái máy chiếu 3kg hả? Được. Một cái scanner. Ok. Để dành mình còn lấy cái iMac nữa các bạn. Mấy cái màn hình này chắc bát không bao nhiêu luôn. Cái quạt cũng lấy được nữa hả? Ác ôm vậy. Để cho người ta mát đi chứ. Phí tiền này. Cái này lấy được các bạn. Lấy mấy kỳ chi hoa long lắm. Phải không? Hello. Cái này kỳ quá ta. Hello. Hello, em vô trong phòng cái nha. Không thấy em đâu, không thấy em. Em mẫn rồi, em mẫn danh rồi, không thấy em. Mình có cái gì đây? Một cái laptop 2kg, hay nhiều quá ta. Màn hình. Không, mấy đồ này nó hôi lông lắm. Điện thoại, chuột. Đấy có cuộn khăn giấy nữa kìa. Để cho lại lượm được cuộn khăn giấy. Ờ, hôm nay mình sẽ các bạn một cái tour tham quan trong cái đồn cảnh sát sẽ có gì. Cái laptop nè. Cái nhạc khó chịu quá ta. Cái nhạc mình mới vừa tăng âm lượng nhạc trong game lên đó các bạn. Đây là nhạc của game thì game nó có dùng cái nhạc không bản quyền á. Ủa tính ra laptop nhiều ta. Hồi nãy giờ tôi lấy chắc cũng phải cỡ 5-6 cái laptop rồi quá. Này, thấy hơi gồng lưng rồi. À hay còn hay đi lên rồi các bạn. Này giống cái người sĩ quan này vẫn còn đang thắc mắc xem là có cái gì đang xảy ra ở đây nè. Anh này anh làm gì bệnh cuối hoài vậy? Anh mang giày á. Hết hồn má ơi, ổng ở bên kia tường. Game nó để tôi xuyên tường, tôi tưởng đâu nó bên đây. Hay quá. Tủ này không mở được nha các bạn, tủ này mở chắc tới mai luôn quá. Biết bao nhiêu cái tủ cho mở cho hết. Điện dưới sàn. Cái camera đó sao qua được ta? Ờ. À cái này là cái lối thoát quà. Exit kìa. Ờ. Rồi vậy bây giờ mình sẽ đột nhập vô trong này. Đây, để mình vô mình lấy cái FD trước cái đã. Em nghĩ nhà tù này tiết kiệm điện anh. Phòng gì cũng không bật đèn hết trơn. Ờ, tối thui luôn á. Gì đây? Mở nhẹ nhàng thôi. Radio hả? Radio này nói chung bán không được nhiều hết trơn các bạn. Radio từ thời tông. Cái này mới ngon nè. Cái bộ đàm này mới ngon nè. Nhỏ gọn mà bán có tiền mà có nhiều kinh nghiệm nữa. Này, tủ này chứa gì đây? À, tủ này để mình trốn thôi các bạn. Trốn phòng trường hợp mà mấy anh kia ảnh phát hiện ra mình. Hay là mình đi phá cái cho vô. Ê, anh đang ngồi trong phòng. Ê, ngồi trong phòng. Nếu mà mấy anh này phát hiện thì mình bị hốt lại hả ta? Ờ ha. Nếu mình đang ở trong tù mình bị phát hiện thì mình thì sao? Mình chuyển sang tù mới hay là sao? Còn nếu mà mình phải lót theo lại thì... Hello. Gì đây? USB. Cái này bán có giá lắm á. Ê, Diễm Anh. Lát xe các bạn. Rồi, hiểu rồi. Đội chá nó thấy mình nó chạy lên đúng ghê luôn. Chạy sợ vãi.
Mẹ em đi. À, mấy ông này chạy ghê á. Ồ, chạy ghê thiệt. Nhưng mà chạy như, không sao, tại vì em biết sao không? Biết sao mà mình muốn đi khám phá được cái đồ cảnh sát này không? Tại vì khi mà mình vào đây mà nó cho mình những cái dụng cụ này là mình biết nó đã quá dễ dàng rồi các bạn. Thiệt sự luôn á, vô đây mà nó cho các bạn full đồ như này đi, nó thiệt là rất là dễ luôn. Cho nên mình sẽ dắt các bạn đi tham quan trước rồi một hồi mình cứu nhỏ này sao. Ê, hay là cho đi theo chung không ta? Cho đi theo chung cũng được á. Coi chừng nó báo ra. Ờ, đi cũng được á. Báo vậy. Không, anh nghĩ nó sẽ không báo lắm đâu. Tao cứu mày ra nè. Chưa từng thấy cái lốc bích nào dễ vậy. Sao mày vô mày không ra được mà sao tao vô tao ra được? Hả mày? Hả mày? Ê, okay. Tính nó tắt đèn thì nhìn xấu mà bật đèn lên nhìn cũng xinh phết đấy. Nè, nè em nhìn nè. Em nhìn nè. Công nhận, công nhận. Công nhận đúng không? Công nhận nha anh không? Rõ ràng luôn á. Tiền. Giờ mình mới cứu mạnh nha. Nãy bên này mình đâu có gì để mình lấy đâu đúng không? Kìa nó có tiền như kia kìa. Đâu? Phải không vậy? Không, mà mình có tiền trên quá. Trên tủ. Đấy con nhỏ kia nó đi qua rất là ngon lành luôn á. Ê bây giờ thử nha. Em hiểu. Xong rồi tôi vô đây. À đúng rồi. Con nhỏ kia nó bị cái gì? Mày chết rồi. Mày chết mấy người. Ủa mấy anh? Sao mấy anh không bắt nó? Mấy anh bị khùng hả? Ê. Nó biết kìa, nó biết kìa. Nó nếu mà mình không ở trong phòng á thì nó biết mình các bạn. Tào lao được chứ. Tào lao không biết lao. Nếu mình không ở trong phòng nó biết. Ây da. Tốt bích lạ. Vui quá, trò này vui quá. Khoan cứu nhớ kia đi, tại vì nhớ kia nó báo lắm. Hết tao tiền. Xong rồi bây giờ chuẩn bị ha. Chạy vô đây. Hả? Rồi chạy vô đây. Hả? Chỉ cần mình đứng ở trong này thôi các bạn. Kia nó lại. Mình chỉ cần đứng ở trong này thôi. Cửa, không cần làm gì. Đúng rồi. Xong bây giờ mình bỏ chạy. Ờ, bắt em đi, bắt em đi, bắt em hộ, cái bắt em hộ. Sao mà biết được em, bắt em. Ê! Bảo vệ nó chạy nhanh quá. Anh ơi, nó chạy như flash vậy. Ừ, nó chạy nhanh quá. Ủa vậy là tính ra là bây giờ mình không có dùng được cái trò kia rồi. Mình tưởng đâu là mình dụ được mấy ông đó xuống dưới kia, xong rồi mình chạy lên dưới kia mình trốn không được các bạn. Bây giờ mình sẽ thử một cái nữa là nếu mà mình chạy lên trên kia xong mà mình để bị phát hiện thì mình trốn vào cái tủ thì sẽ như thế nào? Mấy người đó đi tìm mình hay là như thế nào? Đi nhẹ nhàng thôi. Mình sẽ được vâng chưa? Trong phòng này không có chỗ để trốn. Hình như phòng bên kia là... À phòng bên kia mà tại bên kia có người cho nên mới đi vòng qua bên này nè. À tôi mà là cảnh sát mà gặp mấy người... Phòng này. Mình có công tắc đèn không ạ? Công tắc đèn không chứ cái phòng tối quá thiệt luôn á. Đi mà sợ ma bắt luôn á. Cái tủ trốn bên kia kìa. Trộm sợ ma. Đang vô phòng boss thử. Phòng boss có chỗ trốn nè. Đây. Ủa chỗ này trốn á. Ồ. SD nè. Lấy SD. Kìa. Ê, có người tới. Ủa, anh chưa cho nó thấy mà. Không, anh đang vô thử thôi. Tại vì nó tới, ok. Hello anh trai. Nó chạy lẹ lắm nha anh, đứng đường gần cái tủ đó anh. Anh đang tính đi phòng khác đó chứ. Nó chạy như The Flash vậy. Sợ thằng bảo vệ nè. Hello. Bảo vệ nó mới chạy flash á. Nó nghe tiếng mà nó không làm gì chứ ta. Hù. Không được. Anh à. Không được. Gần quá anh. Được không? Hay là tại mình vì, phải làm gì đó. Tại vì nó không có rượt theo mình kiểu kia. Chắc chỉ có nước vụ camera rồi. Vụ camera xong nó chạy xuống. Thôi mình chạy, nhưng mà anh nhớ đường không? Nhớ. Ok. Ủa đâu rồi? Đường đâu rồi? Là ê, nó vụ rồi. Là những người chung. Là nhớ dữ chưa? Từ từ, để anh nhớ coi. Ok, mình nhớ đường rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ bắt đầu kích hoạt để coi nó chạy hướng nào nữa cái đó. Quét tao đi. Nghe là chạy hướng cầu thang kia.
Rõ ràng là mỗi thằng đi một hướng rồi. Ẩu rồi. Mỗi lần anh bị hốt, mỗi lần anh bị thấy là nó sẽ có định vị gắn lên người. Ờ. Lại nào giờ mình chui vô phòng nè. Bắt tao đi. Hả? Ngồi bắt tao đi. Chuẩn bị nè. 1, 2, 3, Usain Bolt. Không được, không thể nào được. Thằng bó dày này chạy quá nhanh các bạn. Nó chạy nhanh cực kỳ luôn. Không, em phải nghĩ là anh phải tới cái chỗ. Không có làm được, anh nói thiệt là nó nghe tiếng mình nó biết rồi. Nó đi ngang nó không thấy mình là nó biết rồi. Nó này thôi bớt vụ đi ngoá quỷ rồi, để nó đi ra chỗ này đi, nó mệt chỗ này quá. Đi nè bà chị. Không được, bảo vệ nó chạy quá nhanh các bạn, với tốc độ đó là mình không thể mình thấy được nó luôn. Lúc nãy các bạn coi cái bản đồ nó dí sát đến mình luôn, mà trong khi mấy kia nó còn tuốt mình một khúc á. Hay né vô nha bà chị. Né vô, bên kia không có gì đâu, chỗ bên này. Trong này không có gì hết trơn các bạn. Này có tiền với cái ví nè. Nói chứ về chỗ này như chỗ nhà mình vậy. Mình vô mình lút đồ như y như nhà mình vậy. Được cái này là không ai xuống đây canh gác hết trơn. Bởi vậy hay quá trời. Quên. À giờ này ông này ông đang đi toilet các bạn. Mình có thể đi thẳng vô trong phòng boss được luôn á. Ông đang đi toilet. Ờ. Phòng này là có chìa khóa nè. Đây chìa khóa nè. Phòng này có gì quan trọng nữa không? Bật cái này lên dễ nhìn đây. Cái này là cái đồ hộp điện thoại hộp. Chị stop it, stop it now. Mày không hớt được bao con trai. Tobi không tình yêu. Anh nữa nha. Ngồi trong đó đi á, cấm đi á. Bây giờ mình sẽ vô đây mình lấy chìa khóa trước. Đây là cái chìa khóa. Ngoài chìa khóa ra thì nó không còn gì để giá trị nữa rồi các bạn. À có đây, cái bảng điều khiển tắt này. Camera nhưng mà mình quên tắt rồi. Đây có laptop nè, mình lấy cái laptop. Ủa, anh... đi. Anh tắt được không? Được, tắt được, Ồ. Anh có skill chưa? Không, tắt được mà, cái đó không cần skill. Từ để mấy anh chị vô vị trí đó, tại vì cứ một khoảng thời gian thì mấy anh chị này sẽ đổi địa điểm. Mấy chị này vô trong cái phòng này đúng không? Ồ. Anh Di, em biết tại sao lại chỉ có 3 người rồi. Sao? Tại vì người kia ra ngoài mất tiêu rồi. Ồ. Oh. Rồi mình đi ngang mình lấy cái SSD. Nó giờ mới để ý nó còn có cả khung giờ mấy cái người ra ngoài nữa. Điện thoại có dây các bạn, mà điện thoại giá rẻ nè. Sao lấy được? Điện thoại có dây nội bộ giá rẻ. Rồi mấy anh chị cứ làm mình đó ha. Ừ. Anh này có đi đâu không đây? Có 53 là ổng đi á, năm chuẩn bị qua 12 giờ ổng đi á. Ok. Cho mỏi. Thoát cái laptop. Thoát laptop nữa nè. Có thêm cái nữa. Rồi giờ mình đi lên lầu rồi các bạn. Tầng này hết đồ rồi. Đứng vô đây nha chị. Không vô đây, đứng ngoài kia. Đây camera nha. Rồi xong, lên lầu. Tính ra là những cái đồ giá trị ở tầng 2 này mình lấy cho rồi các bạn. Bây giờ mình lên tầng 3 để xem tầng 3 này có cái gì. Tầng 3 này mình không có sợ ai lên đâu, tại vì trên này bây giờ nó trống không à. Laptop nữa nè. Laptop nhiều vậy? Nó kìa. Đây, cái đồ giá trị nhất là cái iMac này nè các bạn. Bây giờ mình sẽ bỏ bớt đồ ra, nãy giờ mình lấy laptop quá trời luôn. À ok. Rồi, sao? Hai bay đó đi. Ê, có con chuột, ai mắc nữa. Nguyên combo các bạn. Máy chiếu này không cần, bỏ. Máy phím nè, chuột nè, nguyên một combo luôn nè các bạn. Rồi, hết. Ủa, rồi. Anh lấy thêm được cái laptop á. Anh lấy thêm được cái laptop á. Không, full này. Ủa, cảnh giác. Full này. Đây, cái phòng này phòng gì? Không, phòng này không mở được. Dạ, trên này hết rồi đó. Giờ mình đi xuống hả? Hả? Ôi kìa 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 kìa. Trúng. Ê, stop it now.
các bạn, tính ra là cái tầng lúc nãy mình đi lên á, nó chỉ là cái tầng để mình lấy đồ ở tầng trên thôi. Còn cái chỗ ra ngoài sẽ là cái chỗ khác ha. Hello. Đi. Đơn giản. Dễ tới vậy. Tính ra nó rất là dễ luôn, chỉ đi lên để lấy đồ thôi, nhưng mà mình xui cái lúc nãy mình đi lớn quá cái bị phát hiện, bị bắt luôn thôi. Hello. You're a godsend, really. Ok. Nói cảm ơn rất là nhiều. Để mà gọi là thay lời cảm ơn thì cái người lúc nãy mình cứu sẽ đi theo mình để làm những cái ví dụ mà những khi mà mình cần mình gọi ha các bạn. Anh ơi, có khi nào bà này đi làm ví dụ xong rồi cái bị bắt ngược lại tiếp không? Hey, mình nói xui mày. Nói xui kìa. Rồi để mình bán cái bộ ai mắc xem có bán được nhiêu. Electronic. Ủa? Đây 4.000 đô các bạn. Combo bao gồm là một cái iMac, một cái bàn phím và một cái con chuột. 4.000 đô. Tính ra nay mình lấy thiếu là dở rồi. Vậy tính ra lâu lâu quá mình chuẩn bị bắt cái mình vô mình lấy mình ra mình bán 4.000 đô bao ngon luôn. Bao ngon luôn thiệt á. Trời ơi. Ok, bây giờ nó kêu mình là đột nhập vào nhà 108 các bạn. Nhà 108 theo như mình nhớ nó là một cái căn nằm riêng luôn á. Nè, 108 nè. Mua thông tin về cái gì ta? Thông tin cái này mình thấy nó nhiều lắm, nó tào lao lắm đó. Bảo mật thì mình có thể check được, mình mua mấy cái đồ mình loot đi. Mình có cần mua thêm rồi, đồ không? Cái lockpick. À, đồ cắt kính là mình nghĩ là mình cần á. Mắt quỷ vậy. Mua thêm thịt cho chó. Cái bộ đồ nghề này là cái bộ đồ nghề để tháo đồ xe, nhưng mà hiện tại mình chưa có chỗ để mình mua nè các bạn. Tại vì những cái này các bạn mua vô á là nó sẽ chiếm cái diện tích trong cái túi của các bạn nữa. Là mình cất những cái đồ có giá trị. Rồi, cái này mình đem đi bán hết. À, có cái chìa khóa đồ cảnh sát nè. À, cái này không ký, không sao đâu, mấy cái chìa khóa này không có này kia. Có nâng cấp được cái túi không ta? Hết rồi, bây giờ em chỉ nâng cấp được là nâng cấp theo cái dạng là túi phiên bản 10 phút thêm 10kg thôi. Level 10 mới dùng được, hiện tại là mình dùng được cái này nè các bạn. Activate thì nó sẽ đánh dấu những cái vật phẩm có giá trị trong vòng 3 phút. Và nó trên 100 đô các bạn. Thời gian để hồi lại là 6 phút, mình dùng được 3 phút. Mình chưa lên được level nữa. Ê, hết bị truy nã rồi nè. Vậy tính ra là mình chỉ cần bị bắt rồi mình vừa vô mình được 4.000, mà mình vừa ra mình còn không bị truy nã nữa. Sướng nha. Tưởng ra tù là phải bị truy nã lại chứ ta. Có đâu, người ta đã ở xong hết rồi. Sao mà bị nữa em biết vậy bởi vì... Cái nhà 108 này hay lắm các bạn, đó là một cái ngôi nhà nằm biệt lập. Mọi người luôn nằm trên cùng nó ngó xuống luôn các bạn. Để mình đi check một vòng nữa nè. Mọi người đều phải ngước nhìn. Rồi, hello. Nhà này có... Ê, nhà này có một người ở à. Có thùng rác để trốn luôn nè. Nhà có một người ở mà sao đã không có chó, không có gì luôn các bạn. À, đu. À, có. À, không. Mình mới nghe tiếng mở cửa, đóng cửa xong. Nó mua thông tin là cái phần 2 này các bạn, nó không phải là mua thông tin full như hồi xưa nữa. Là các bạn dễ, các bạn thông tin này các bạn chỉ được một ít thôi. Ví dụ như là thằng này nó ra ngoài vào lúc mấy giờ thôi à. Nãy mới thấy nó đâu mất tiêu rồi ta. Rồi, mất tín hiệu. Ghê. Mới thấy nó luôn á. Dạ, trên lầu. Không thấy. Ủa? Thiệt đúng không? Không thấy đúng không? Bên kia. Đây là cái vali mình cần trộm ở trong nhà 108 này nè các bạn. Nhà Anderson. Có cái ván trượt đã vậy? Cái nhà hơi bị giàu luôn, mở một mình. Theo như mình thấy thì nhà này... Anh có thấy cái máy trượt đó nó hơi bự sao chứ? Anh thấy nó cũng hơi bự. Nó có một cái thang leo lên trên nóc luôn nè các bạn. Nhưng mà có cái là nhà này rào hết trơn rồi. Rào... Vậy mới nghe tiếng đóng mở cửa. Ê kìa. Ê, nó đi ra ngoài. Đâu? Đi ra làm giường á. Đây. Rồi, mình có được thông tin đây nè. Về. Thông tin mình thu được từ cái nhà 108 này đó chính là
20 giờ sẽ đi ra khỏi nhà và 22 giờ sẽ quay trở về vào phòng ngủ. 5 giờ cũng ra, nói chung là nhà này ra ít lắm các bạn. Biết là sắp bị trộm nên ra ít lắm. Con cái là nhà này nó hơi bị khóa kỹ lắm. Nó khóa phải nói là kính cẩm cao tường quá. Dự kiến á là mình không có đợi chủ nhà nó đi ra ngoài đâu các bạn, mà mình sẽ đột nhập vào luôn, rồi xong rồi mình trốn trong cái thùng rác á. Ngoài ra thì mình sẽ thử cái chức năng mình gọi cái đây. 100 đô. Ủa tao cứu mày ra mà mày kêu mày cảm ơn mày lấy 100 đô của tao. Trời ơi. 100 đô các bạn. Nó đâu rồi? Phí tiền. Kìa đang tới. Để hình trái tim nữa chứ làm như yêu đương gì á. Này mình tắt hết mấy cái kia đi nhìn cho nó clean. Rồi anh lên phòng anh ngủ rồi. Để mình coi được cái bà này mới làm được cái gì. Hello, hi. Cô chồng bị bắt nha. Mở khóa những cái khóa mà mình có thể mở khóa được. Ok. Bưng vác đồ nặng cho mình, đánh dấu này kia, tốn một cái điểm action point. Mình có hai cái điểm. Ok. Hơi hay vậy. Có thể gỡ được sao luôn nè các bạn. Và cuối cùng là đi chỗ khác. Thôi vô khác thì tôi cần đâu, tôi thử vậy thôi. Ủa cái cửa nhà này đâu vậy? Cái cửa này đâu mở được. Không quà tính ra nó tắt húp là nó tắt hết luôn á. Ơ kìa vô chi. Đừng đồn nữa chứ. Rồi đóng cửa lại, xong mình relock đo luôn. Đó. Như vậy thì làm sao mà chủ nhà biết được? Bây giờ là chủ nhà chuẩn bị đi ra đúng không? Mình tung hoành trong ngôi nhà này luôn, mình không có cần phải sợ gì hết trơn. Mở hồng ngoại lên cho nó dễ nhìn. 6 giờ. Các bạn, mình học kỹ năng kia mình lên, mình chui vô đây được luôn á. Hiện tại là mình sắp một xíu nữa thôi mình mới lên được. Mình mới có thể cắt kính được mà. Nghe tiếng không? Không, không biết nữa. Là cắt dữ chưa? Nhỏ lên anh, thu cái đó lại được không? Không thu được. Phải cắt. Không biết nữa, được rồi nè. Ủa là cắt kính. Ủa cái đó là, cái này là mở cửa sổ lên mà. Ủa là chỉ là mở cửa sổ đó hả? Sao không trèo vô được? Tào lao nữa. Gì thở dài vậy anh trai? Để coi trong cái nhà kho có cái gì. Giờ này anh ngồi rồi, anh không ra phía sau này đâu. Radio. Con radio này nặng mà nó không có được nhiêu trơn các bạn. Này. Nhà kho. Radio luôn, bỏ đi. Tiền. Nhà kho trong này không có gì giá trị hết trơn á. Ở phía sau này có cái cửa. Rồi anh cứ đi làm ha. Ăn trộm chuyên nghiệp nó phải vậy các bạn. Chủ á trên đó mình vô đây. Sợ gì ai? Khóa lại luôn như bình thường luôn. Nồi. Nồi mà cũng cần nữa ba. Bộ dao mình đang cần nè. Bộ dao này mình về mình bán cho bên kia. Nhà hơi cũ á. Nhà nhìn như nhà hoang vậy. Nhà cũ lắm luôn á. Mấy đây là mì đô nè các bạn, mình có giá luôn nè. Rồi anh đi rồi đó. Bye anh. Quẩy. Bình tĩnh nha, anh chưa đi. Anh còn kêu mình đập phá, trong cái yêu cầu của mấy người kia là kêu mình đập phá nữa. TV cũ, 220 đô. Để đó trước đi. Đi ra khỏi nhà mà không tắt lò sưởi. Ủa quà. Cho nó vậy đi quà, cùng lắm cháy cháy nhà luôn. Đây cái gián trượt nó ở. Cái gián trượt nó bự vô mình nó bỏ vô người luôn. Không anh em nghĩ nó đeo trên lưng á. Cũng có thể. Không có gì hết trơn vậy. USB wifi adapter phải chưa? Toilet không có gì hết trơn á. Lên lầu. Gì đây? Không có gì hết. Cái nhà này nhìn vậy nhưng mà nó cũ lắm nha các bạn. Cũ lắm luôn á. Đúng là nhà dành cho một người ở. Trời đất ơi. Trời ơi nó cũ nó nứt. Đây là cái mà mình cần lấy. Tai nghe no name. Ê nhưng mà thằng chủ mà nó về là nó ngủ quá nha.
là phải chạy xuống lẹ. Đang coi nhà này nó còn cái gì để giá trị nữa không. Cái nhà nó nghèo lắm luôn á. Anh tưởng nhà nó phải giàu lắm hả? Anh tưởng nó phải giàu lắm cơ. Thôi rồi nhà đúng nghèo luôn á. Có mỗi cái tivi này giá trị nhất à. Còn lại không có gì giá trị chân á. Mấy giờ ta? 10 giờ về đúng không? Ừ 10 giờ về. Không dứt được dưới. Để mình đóng cửa lại. Rì lắm. Ê hình như nó có tầng hầm em ơi. Ờ hình như có. Nhà nó có tầng hầm. Nghe ảo mê Canada vậy. Tôi đợi thằng chủ về nó ngủ, tôi đi vô tầng hầm tôi coi thử. Tivi dùng đó chắc không ai biết đâu. Không, anh đi ra thấy cái tivi quen quen như thôi cũng đi vô à. Không, không biết luôn kìa quá, không biết luôn kìa. Nhà mình khóa cửa lại rồi, chỉ có một số cái phòng mình mở cửa đó thôi để coi nó phát hiện ra không, nó không phát hiện ra thôi. Đó, tôi khóa đàng hoàng mà trời ơi. Trộm chuyên... Gì vậy? Gì ba? Anh chỉ nói thấy nó mất trộm cái tivi. Trộm chuyên nghiệp là mình không có làm hư ổ khóa của chủ nhà. Rồi chủ nhà về chủ nhà đút chìa khóa vô vẫn mở được bình thường các bạn. Nó đang đi ngó xem có trộm không để nó báo công an á. 3, 6, 7, 8. Nó đang đi ngó thôi xem nó có trộm. Tại vì các bạn thấy ở dưới này nó còn có hai cái nữa nè. Mất độ rồi. Mà cái nhà này công nhận ha, nhìn nó nằm ở một cái khu cao hẻo lánh. Mà nhìn to rộng, rào đồ các thứ mà vô bên trong nó cũ, nó kỹ, nó nứt tùm lum hết trơn. Ngủ đi anh ơi, có ai đâu mẹ, đi ngủ đi. Chạy vòng vòng giáo giác, đi khóa cửa. Đi khóa cửa các bạn. Đó, đi khóa cửa xong đi ngó. Giờ này là ngủ cho tới 1:08 đúng không? Ngủ cho tới tầm 1 giờ sáng, 2 giờ, 3 giờ mình không biết làm gì mà 4, 5 giờ ra tiếp rồi. Cho nên là mình có một khoảng thời gian rất là nhiều luôn. Rồi anh này anh đi ngó gì hoài luôn. Không chưa. Ừ đi khóa cửa, đang đi khóa cửa. Rồi rồi ok đó, đi ngủ đó. Ngủ đó. Thấy mất cái tivi thế hay là lạ. Mà thôi cũng không có gì hết. Đi ngủ rồi. Đi ngủ rồi. Ngủ 2 tiếng vậy ta. Ngủ ít chứ gì. Rồi ngủ rồi. Chắc anh này ngủ say nó không nghe gì đâu. Nhà nó có hầm các bạn, nhưng mà hầm nó ở đâu mình chưa biết. Nè, rõ ràng em thấy có cái hầm không? Ừ. Đâu? Ấy, cái cửa này nhìn lạ vậy. Có tủ à? Tủ? Này chứ không có cửa bí mật đâu à. Chắc mà thường hầm chứ. Mà chỉ có đường ở trong này mới đi xuống hầm được thôi, chứ đâu có thể nào mà đi ở đâu được đâu đúng không? Ở đây kìa. Ủa? Cái này cái bếp. Đi quanh kia. Nhà này xưa có tivi mà bị bán tivi đó à. Xong mà xài tivi cũ đó à. Tội. Mỗi cái phòng đây 108 basement key. Basement. Nhưng mà cái key basement nó nằm ở đâu? Anh ngủ cho tới 1 giờ. 1 giờ. Thường á, cái chìa khóa nó sẽ nằm ở trong phòng ngủ. Nghe ghê cái gì. Hello anh. Hello. Cái giường nhỏ tới nỗi mà phải nằm cái đó luôn hả? Ừ, cái giường đúng nhỏ luôn các bạn. Đó. Thường chìa khóa nó sẽ nằm ở trong phòng ngủ. Chồng anh tội ghê. Cái nhà anh đã nghèo rồi, nhà anh đã không có đồ rồi mà còn bị trộm nữa. Ê mà cái nhà nó bự lắm luôn á. Bự thiệt, bự quá chứ. Basement key. Đây, đóng cửa lại. Wow, transistor radio. Đừng nên lo nguyên cái... À nó đi phá đồ. Yêu cầu của người ta. Cái tượng bằng đá nè. Tượng bằng đá nè, đá quý luôn nè. Wow, được một cái điểm special skill à. Anh này anh giấu đồ dưới hầm. Ê, có két luôn nè. Tiền, đâu có tiền, tiền nó rải rác. Anh định lùm ảnh luôn hay gì anh ngó. Cái này thì mình chưa có mở được, mình chưa có kỹ năng mình mở được. Không, anh đâu có lùm đâu. Để đi tham quan thử. Cái gì? Cái chai rượu vang mà nó bự vậy hả?
Cái có nó bự. Cái tủ nó nhỏ. Wow, tủ tiền các bạn. 70 đô mà khóa cửa như đúng rồi vậy. Ờ, súng tự chế. Ê. À, tôi ghét mọi người, không có ai yêu thương tôi hết trơn á, thật lòng, cho nên là không có ai mà gọi là respect cái gì quên. Tôn trọng tôi. Ừ. Tôi không có lý do để làm những gì hết mà những cái việc bla bla bla. Không quan trọng với tôi. Đang buồn drowning này kia, drowning sadness như là đang buồn này kia. Ờ. Nó kêu là nó sẽ chấm dứt cái cuộc sống của nó khi mà cái dự án này hoàn thành, có nghĩa là dự án cây súng này, các bạn đang chế cây súng, đang chế một cây súng tự chế để khi mà hoàn thành thì nó tự kết liễu luôn. Để tôi giúp anh cho anh một vé sống tiếp mà mất đồ. Tuy là cũng hơi ác nhưng mà cũng nhân văn mà, đúng không? Nghe nó còn tuyệt vọng hơn, nghe nhân văn, nghe nó tuyệt vọng luôn á. Nghe nó nhân văn mà mấy đứa gì vậy. Rồi chuẩn bị tới 1:02 rồi, hình như anh đang ngủ nữa. Mời. Ngủ tới mấy giờ vậy? Anh ngủ tới 3 giờ luôn. Đập đầu, nghe sao? Nhưng mà đập là nghe. Bây giờ nếu mà các bạn muốn hoàn thành luôn cái này thì các bạn phải đợi nó ngủ tới 3 giờ. Trong thời gian đó giờ mình đi khám phá ngồi. Ê, cái thước thủy chuẩn nè. Rồi full túi rồi đó, họ lấy gì nữa rồi đó. Gì? Cái nồi. Không hiểu sao cái nồi này người ta mua nhiều lắm nha các bạn. Trên cái trang chợ đen á nó mua nồi nhiều cực kỳ luôn. Lạ đi chứ. Mấy cho mấy bà nội trợ. Két này thèm quá mà không làm gì ăn được gì được chứ. Tôi giúp anh một vé rồi đó, anh nên cảm ơn tôi đi. 4 giờ anh mới đi ra ngoài. 3 giờ từ 3 giờ tới 4 giờ anh làm gì mình không biết. Nhưng mà chắc chắn là anh sẽ không xuống tầng hầm đâu chứ, anh mà xuống tầng hầm mà thấy cha luôn á. Mình với anh đều chạy luôn á. Hay là mình ở thôi khỏi đi. Anh đang sợ là nó xuống tầng hầm chứ không gì chứ. Để đợi xem. A few minutes later. Các bạn ơi, giờ này 3 giờ rồi mà mình không biết là nó có xuống hầm hay không. Tại vì nếu mà giờ khuya nó xuống hầm nó làm thì cũng hợp lý á. Mình đang đứng mình canh cái đường lên xuống nè. Xuống tự nhiên thấy mất cây súng. Anh đang trầm cảm, anh còn trầm cảm hơn nữa. Ok, không xuống đâu các bạn. 3 giờ mấy, chuẩn bị 4 giờ ra ngoài rồi. Thôi đập đồ. Ý, miếng thịt. Cầm miếng thịt để đập anh. Đợi anh đi ra khỏi nhà cái nè, anh bước ra khỏi nhà mình đập cái bong, cái mình chạy ra mình on TV mình đi luôn là quá đỉnh. Nó bây giờ trợ mình nó lên kỹ năng rồi các bạn. Thông cảm mà tại mấy hôm đầu mình còn hơi nghiệp dư xíu cái TV nè. Thôi đừng có buồn, nhà này anh bán chắc cũng được khá tiền á, mà không biết phải nhà anh không hay là nhà thuê nữa. Nhà này bán mua xe mình đi chơi nơi đi phượt anh ơi. Trầm cảm như tầng này để em giữ giùm anh cái súng nha. Cái súng trông có vẻ cũng xịn sò đó. Tường đứt tùm lum hết trơn. Đây là cái ván trượt nè các bạn. Ê, tính ra anh có cái ván trượt xịn nhất mà mình trộm của anh luôn. Anh thấy tiếc quá ta, anh muốn trả lại quá. Đây là cái máy khoan nè. Đây là cái cây súng tự chế nè. Mà súng tự chế mà nó như này thì nó bắn kiểu gì mấy đứa? Bắn đinh hả? Cái súng bắn đinh đúng nè. Chắc anh định không. À, nó có hộp đạn nè mà rồi bỏ đạn vô rồi nạp vô làm sao. Súng này thấy nâu hớp quá vậy. Em nghĩ là anh này định sửa lại nhà. Ê, tính ra nha, nó đang trầm cảm. À đây đây, kéo cái này lên, bỏ viên đạn vô, gạt vô. À. Đang trầm cảm, chế súng mà chế không được, bắn không được trầm cảm hơn nữa. Xong rồi tự nhiên xuống mất cái súng nữa, trầm cảm tiếp. Kiểu ta sẽ kết thúc cuộc đời này. Bạn lép. Rồi anh đi. Rồi đi ra ngoài. Rồi. Bye anh. Ủa? Nha. Ơ kìa. Đập đồ cái này. À đù nó quýnh mình luôn kìa. Nè, người ta chuẩn bị rồi, người ta. Đù nó quýnh mình luôn các bạn. Ủa sao nó phát hiện ra được mình ta? Người ta chuẩn bị, người ta làm súng, người ta bắn mấy nơi rồi. Ấy nhưng mà làm sao nó phát hiện ra được mình chứ đúng không? Không, anh biết đây là sao. Sao? Nhất quan của mấy người đang trầm cảm. Nhưng mà thì sao? Áo thì chứ, làm sao nó hiện ra được mình? Khoảnh khắc mình đi ra khỏi nhà. Đóng cửa lại. Ôm cái tivi, chạy. Hey, anh trai về nhà rồi các bạn. Nhưng mà mình khóa cửa đồ kỹ lắm, chỉ có cái phần dưới là mình không có khóa thôi. Mấy cái phòng kia mình mở bung bét hết trơn thôi. Lên đường về. Rồi.
Mình làm trong vòng 2 tiếng đi ra ngoài luôn các bạn. Vừa kịp luôn. Quá đỉnh. Ráng thiệt chứ. Sao mà anh biết được, sao mà anh phát hiện ra được là mình vô mình trộm đồ. Mình lấy đầy đủ đồ cho rồi mình không có thiếu gì hết trơn á. Hả? Anh trai kiểu sống lỗi vậy. Làm súng không làm em bị trộm. Để mình lên trên này mình xem mình có bán được cái món gì không. Đây, cái đồ đo điện cộng với cái laser hả, laser meter cộng với cái transistor radio, mình bán được 2.500, được 200 kinh nghiệm. Quá đã. Đồ có giá trị, mình chưa có bán được nha các bạn. Đây, cây súng bán được 200 đô, súng tự chế. Cái tượng mà tượng đá đó các bạn, mình bán được 500 đô. Nhưng mà cái tượng này mình thấy nó còn có nghiên cứu được nữa. Đây là cái briefcase mình gửi qua bên kia. Cũng băng cái khoang với lại cái thước thủy chuẩn. Rồi sao? Nhưng mà là anh trai này tôi đập đầu với gót chết toàn. Thế mày. Birdie's boss should call you anytime now. Learn agility. It might prove useful on whatever he tasks you with. Rồi bây giờ nó kêu mình học một cái kỹ năng mới. Ok thì hôm nay mình nghĩ là mình đã trộm với các bạn cũng vừa đủ rồi đó các bạn. Thì mình sẽ hẹn các bạn ở video sau trong cái tựa game tạo loạn ăn trộm Thief Simulator này nha các bạn. Nếu các bạn thích cái series game này thì nhớ đăng ký mình cũng như like video và share giúp mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chào các bạn. Bye bye. Hẹn gặp lại tập sau.